Hello, xin chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với channel Smart Giá Rẻ nha các bạn. Thì hôm nay trong video này mình sẽ giới thiệu với mọi người về phân khúc nhỏ tiền nha mọi người. Với lại có những con dáng cổ điển nữa. Thì loại này mình rất là ít quay, nhưng mà mình thấy nhiều anh chị và các bạn hỏi rất là nhiều. Thì hôm nay mình sẵn tiện mình cố gắng mình quay cho mọi người một tí ha, về giá của nó cũng như là cái phân khúc này cho mọi người tham khảo. Anh chị và các bạn nào mình muốn mua thì mình liên hệ qua số điện thoại là 092770 và tứ quý 8 hoặc 0976741725. Về cái dòng mô tô nhỏ này á thì mình sẽ quay cho mọi người nha. Anh em hỏi rất là nhiều về con Z125 này á, biển số 60/2018 là 43 triệu 9 nha. Đó, Kawasaki Z125 nha mọi người. Rồi. Benelli biển số 68/2019 là 23 triệu 9 nha. 23 triệu 9. Nó đủ loại giá cả. Con này thì Benelli biển số 76/2018 là 21 triệu 9. Con bên này là biển số 68/2018 là 22 triệu 9 nha mọi người. Đó. Con bên này thì biển số 68/2018 là 23 triệu 9. Thì tối 19 giờ mình lại có livestream, anh em mình xem clip được thì mình nhớ theo dõi nha, mình để mà mình xem livestream ha. Rồi, con Gentleman thì biển số 49, con này là 44 triệu 9 cho mọi người ha. Gentleman hình như hôm nay còn có một con. Thôi có một con. Ba cái. Ba cái à? Mấy con dựng nơi các bạn. Con này là 44.9. 44 triệu biển 49 Lâm Đồng. 49. Con đây là hồ sơ rút sẵn rồi này. Con này thì 47 triệu 900. 47 triệu 900. Có lại một con bên này nữa này. Con bên này thì cũng hồ sơ rút sẵn luôn là cũng 50 triệu 9. 50 triệu 9. Con này thì như con xe mới rồi. Không khác thì con xe mới cả. Yêu Bình. Như một con xe mới nha mọi người. Đó là về cái dòng này. Với lại sẵn bên mình giới thiệu luôn con Ligon. Ligon 150 thì có hai con. Hai con. Con này là 40 triệu 9. 65 Cần Thơ, nhưng một con nó nằm ở đâu? Ở đâu ta? Cái này xe dựng lộn xộn quá. Không. Không thấy các bạn. Đó. Con đó 37 hả? Đó, dáng này rất là đẹp nha. 37 triệu chín. Con này đi con 1.400 à? Đâu, hơn chứ. 31.000. 31.000. Đó. 37 triệu chín thôi mọi người. Rồi Husky thì con đó là 259. Cho anh em 22 triệu. Giảm còn 22 luôn à. 22 triệu luôn. Rồi, về lô Venza. Có 3 con nha mọi người. Thì con này là 220, biển số 70 là 42 triệu 9. Giảm 1 triệu cho anh em ha. Con bên này là đang rút hồ sơ gốc. Con đấy là có hồ sơ. Có hồ sơ luôn à? 41 triệu 9. Một con màu đen được ngoài nữa. Màu đen ở trên kia. Còn đây màu đen giá nhiêu anh? 40, 41, 42. Rồi. Về GSXS thì có 1, 2, 3, 4, 5 con. Có 5 con GSXS đó các bạn. Thì con này Bandit chứ. GSX Bandit nha mọi người. Mọi người để ý nha. Bandit là yên liền. GSX là các bạn nhìn đi. Thì con đầu tiên của GSX Bandit. Con này là biển số 67/2019 là 46 triệu 9 nha mọi người. Con hàng này thì đi rất là sướng luôn. Mấy chú đứng tuổi là mua ok nha. Con đi 12.000. Yếu Bình. Đó. Giá là 46 triệu 9, trả góp thì con này trả tầm 15 16 triệu là mua được rồi. Rồi, con GSX. Hiện tại con này là biển số Quảng Bình. Con này là 40 triệu đời 2018 nha mọi người. Con bên này đời 2019 nè mọi người. Con này là 41 triệu 9, biển số 60. Đó, anh chị và các bạn đi. Con này là biển số 60 Đồng Nai. Này để anh coi đi bao nhiêu. Con này đi 12.000 luôn. Đó, mọi người xem đi, màu xanh rất đẹp. Con bên này thì biển số 59 này. Anh chị và các bạn nào mình ở thành phố mình mua những con này được.
2018 là con này là 43,9 triệu. Con này nó lên cái thùng CV Covi vậy đúng không? Mình nhớ nhớ. À, lên cái thùng đựng đồ mà để đi phượt á. Biển số 59 nè, 07960. Qua thử con này đi nhiều ngàn. Đủ các dòng cả, anh em mình tới đây mình cứ thích dòng nào thì mình lựa thôi. Con này đi 3498 coi. Rồi, về con này là GX cuối cùng nha mọi người, XS nha. Bản R cũng có luôn nha mọi người. Đời 2018 con này là 41,9 triệu. Con này đi 20 ngàn. Này nó đi Cabo Yoshimura biển số 68. Nên nổ rất là to. Đó, về cái lô GX vừa báo xong. Anh em có yêu cầu mình quay dòng Kawasaki Fusan NS200. Thì hiện tại Kawasaki Fusan NS200 có 4 con nha mọi người. 4 con, nhưng mà con này cũng thấy giá thì mình chắc xin phép không báo. À, 4 con hình như là đồng giá là 40,9 triệu hết thì phải. Con này đi 33 ngàn. Đó, Kawasaki Fusan NS200 là mấy con này á, thì cứ 40,9 triệu anh em mình tới mình lựa nha. Con này đi 11 ngàn, rất đẹp, hơi chặt nha mọi người, nhưng mà mọi người nên tới xem, em quay cho mọi người là vẫn còn xe, có xe đó. Con bên này là cũng 40,9 triệu này, 3 dài 200, biển số 59 nha mọi người. Rồi con bên này là hồ sơ có sẵn luôn, con này cũng là 40,9 triệu. Ngoài ra thì có thêm là Phoenix 300, anh em nào mình mua thì anh bán rẻ cho là 35 triệu, ok cho mọi người chứ, 35 triệu. Rồi về cái lô mà cổ điển một tí cho mọi người á, cổ điển một tí thôi đó, dòng này cũng rất là nhiều chú chuộng. Con bên này là 50,9 triệu hả, hàng mới về, xe sơ cộp GX150A. Con này để mình coi đi bao nhiêu ngàn. Không có chìa khóa đâu. Rồi, con bên này là hồ sơ có sẵn là 49,9 triệu nè mọi người. Hồ sơ có sẵn, toàn là xe đẹp không. Mọi người xem đi. Lô GZ nè, hơi bị nhiều á. Con bên này là GZ 23, 42,9 triệu. 29,29 luôn. Con này GZ 125 là 25,9 triệu. Con bên này là LA 250 nha mọi người, của Honda, 54,9 triệu nha. Về con Hyosung 250 là 58 triệu. Đó, Hyosung xe Hàn Quốc nha. Đây là BX Ton nha mọi người. BX Ton thì biển số 61 là 36,9 triệu. Đó, ngoài ra thì FZ còn rất rất là nhiều cho mọi người. Thì giá của nó đã đang giảm là 31 triệu. Con thấp nhất là hiện tại là 31 triệu là có xe. Rồi con cao nhất hiện tại ở đây là 30, con màu đen hình như là 36,9 triệu đúng không anh? 35 hay 36 đó. Con đấy hả? Ừ. Con này là vẫn 31 mà. Con này là mắc hơn này đúng không? Con màu trắng này thì đắt hơn. Con này 359. Ừ, con này 359 này. 359 biển số 95. Anh em để ý giùm em nha. Con này cũng thuộc hàng cọp nha mọi người. 14 ngàn coi. Có lại ngoài ra ở ngoài kia có một con mà nãy mình có quay cho mọi người, con đó cũng là 34,9 triệu. Xe cũng đẹp, xe khách đổi. Đó, em dắt cứ đồng giá là 31 triệu, anh chị và các bạn mình tới mình lựa nha. Rồi con Venza mà nãy nói nè, biển số 70. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 con ở bên ngoài, xanh xanh ngoài nữa, 10. Con này là biển số 70, 29 là 40,9 triệu nè. Rồi, về con CB mà, CB 150R á. Thì con này hiện tại còn một con thôi mọi người. 220 thì 80,9 triệu. Con đấy để cho anh em 75 triệu. 75 triệu à? À, mất cái bozin. Đấy, con này ngâm lâu rồi, trả lỗ cho anh em luôn. Đấy, đi vô
coi biển thành phố Thủ Dầu Một Bình Dương. À, 6.000 coi thành phố Thủ Dầu Một Bình Dương nha mọi người. Xả lỗ cái con bữa thì về nó đi rồi, nhưng mà tại con này mất bôzin nên anh xả con này là 75 triệu, giảm một phát là 5.9 triệu nha mọi người. Rồi tới biết khi thấy là còn hai con, sẵn mình cập nhật luôn trong này cho anh chị và các bạn á. Con này đời 2017 là 43.9 triệu này, hồ sơ cầm tay luôn. Con bên này là 45.9 triệu đó. Rồi có lẽ là mình vừa lướt qua sơ sơ cho anh chị và các bạn á. Anh chị và các bạn nào mình muốn mua những em nào á thì mình tranh thủ thời gian mình tới mình liên hệ mình mua nha. Số lượng xe rất là nhiều cho anh em. Thì mọi người liên hệ qua địa chỉ là số 5 đường Lý Thường Kiệt, Giang, Bình Dương. Số điện thoại là 092770 và 498 hoặc 0976741725. Ok, xin chào mọi người.